Hello, hello. Hello. Nghe chưa anh em ơi? Hello. Xíu. Hello. Nghe không em ơi? Một thao buồn. Hello. Rồi nghe được xin nghỉ. Ok. Xin chào anh. Nãy giờ không bật loa, tuyệt vời quá. Mọi người ạ. Ok. Anh Đạt à? Đạt, phải em điểm danh có yếu nhỉ? Rồi để cập nhật lại. Lúc đó em đạt còn đánh ấy chứ, em còn đánh đi học ấy chứ. Em mà nhắn tin riêng em như anh xin các thứ trước nhá, thì em như anh sẽ đánh luôn là một người có tham gia nhé, cho dễ, phải có phép không phép em rồi. Nó vẫn là ngó đây anh em này, đúng trước rồi nhá. Mọi người vào quiz nhá, mọi người vào cái quiz của em như anh gửi trên Slack nhá, hoặc là mọi người ấn vào cái link ở trong chat này để mình làm cái quiz coi như điểm danh luôn, anh em đặt đúng tên. Trang vận nào. Thế xem lại record chưa? Chắc là xem lại record những cái phần không, à, không trước thì không có những kiến thức mới đâu. Trước cũng là kiến thức gọi là cũ à, trước là bài tập chậm nên là không vấn đề lắm. Mình đánh dấu trang ấy này, đi học này. Chẳng hơn nhá, tuyệt vời quá. Hello. Anh em vào link quiz nhá, mọi người làm quiz nhá, làm quiz anh em ơi, QR ở đây hoặc là mọi người vào link trong chat nhá, điểm danh luôn anh em ạ. Quên 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 vào link này anh em nhé, nhầm đấy, link trên đây, đây này đấy, thì anh em vào đặt tên đúng mọi người nhá, đặt tên đúng để tí điểm danh cho dễ mọi người ạ. Điểm danh luôn trên này luôn. Nhưng vào làm quýt nào, link trong chat hoặc là mọi người biết quét QR nếu dùng điện thoại. Xin mời, xin mời. Link ở trong chat anh em nhé. Nguyễn Minh Đắc. Được đấy, Đức hay đấy. Đức cháy thế nhỏ. Chỉ mời anh em mới có 8 bạn thôi. Tiếp tục làm. 9. Nhưng vào đi nhá.
Bữa nay học về chưa đâu. Bữa nay sẽ học về học về vòng đời em ạ. Vòng đời của combo lần em Đức ơi. Chết tôi rồi. Sao nó lại không hiện nhánh này trong đấy đây? Check out. Để ngô hút. Không có. À nhầm nhầm nhầm. CD vào trong kia chứ. Đâu anh em nhá. Chị mời anh em vào trong quyết đi mọi người. Chưa có chia có một đường em Đức ạ. À? Chưa nhá. Chia thì còn từ từ nữa. Origin. Sao? Chị mời, anh em vào quyết đi nào. Và hệ thống quyết có 12 người này. Linh nghe em nhé. Nay chúng ta học nội dung về vòng đời có một lần anh em ạ. Quyết đi mọi người ơi, alo. 15 người trong này mà có 10, 12 người trong quýt là em nhỉ? À, sao nhỉ? Đâu hết rồi. Xin mời anh em nào. Bắt đầu anh em nhé, mới có 12 người thôi nhưng mà bắt đầu à, đây 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 vậy thì lại có một icon đây à, vào lại đi, vào lại đi em đặt tên thử đặt tên lúc nãy được không, nếu mà không được thì đặt tên khác xem. Rồi đúng không? Vẫn được đúng không? Vậy sẽ có 12 người thật à? Có 17 người trong trong, trong ấy này cơ anh em ạ. Có hai nick của anh chính. Thì vẫn còn 16, trừ như anh là 15. Em bảo em không làm con điểm danh à? Xin mời anh em nào. Đầu nhé.
Anh đạt được chưa? Anh đạt đã vào thi được chưa? Nghe những cái tỷ lệ này thấy nhiều anh em chọn 10 ấy nhá.
Một là chọn vừa, hai là thực ra quýt nó cũng thuộc dạng hơi kiểu ham ham tí, nó toàn kiểu chọn nhiều nên là nó khá là khó, nó khá là khó để đúng 100%. Câu hỏi thì nó không phải quá đặc biệt. Anh em làm đến mấy nhỉ? Tên này thì chấm kiểu gì anh em? Ok, anh em cứ làm đi nhá, điểm danh nhé. Thì chị em làm 5 phút đây á, 5 phút nữa thì sau đó như anh sẽ đi qua một lượt nhé.
Nghỉ trưa anh em ạ, 2 phút nhá, anh em nốt nốt đi nhá. Rồi anh em ơi, chúng ta chữa nhé. Khi nào con vượt render thì với kiến thức của trước đây thì mọi người chỉ có state thôi, đúng không? Tuy nhiên thì với câu này mọi người sẽ chọn hai bản là state prop. Prop thì chúng ta sẽ giới thiệu sau, nhưng mà prop nó cũng là một thằng có thể giúp render được. Render ở đây tức là gì? Tức là cập nhật lại giao diện ấy, thì gọi là render mọi người. Kiểu mọi người cập nhật state xong rồi nó cập nhật lại giao diện hiển thị lại, thì đấy gọi là render. Thì prop cũng làm được như vậy. Đấy, thì chúng ta sẽ thử thằng prop sau. Thì hôm nay biết thêm một thứ như thế đã. Đã, câu này sai thì không sao anh em nhé. Với lại, mọi người nhớ cho nhanh khái niệm render nhé. Rồi tiếp tục. Không được render xong được gì? Thế render là gì? Render là quá trình mà nó từ code nó chuyển về HTML để hiện ra giao diện mọi người ạ. Thì kết quả xong nó sẽ là HTML. Đúng nhỉ? Câu này không nhớ đâu anh em ạ. Thì như thế. Đúng không? Ở đây HTML không? Khác biệt giữa function component và class component thì đương nhiên là khác biệt về cái gì nhỉ? Cách gọi anh em ạ, cách khai báo chứ. Và một thằng thì hỗ trợ, nói chung là function component nó sẽ không hỗ trợ hai này nữa, nó sẽ có đáp án đúng là cách khai báo và hai ý này. Hai này thì chúng ta hôm nay tìm hiểu anh em ạ, hôm nay tìm hiểu thành phần chính dự án React thì chỉ có trừ cái app.css ra thôi, là không phải chính cho mọi người, sẽ out mọi bỏ xóa đi cũng được, bỏ đi cũng được. Có lệnh tạo dự án thì chúng ta sẽ có npx create react app đến tên, đây là cái IA. Xóa đi đến câu hiện danh sách này, chắc là mọi người sẽ bị nhầm cái ngoặc, câu này là chọn nhiều nhé. Cái câu của như anh đưa thì nó không phải là quá khó, nhưng mà nó lại xuất hiện một vài cái đoạn kiểu chọn nhiều ấy, mọi người sẽ bị quên chủ quan gì đây. Thì câu này sẽ có IA và IC, là ý này. Cú pháp của IA tương đồng với cú pháp IC, một ngọn tên một tròn thì tương đồng với cú pháp trên, và cú pháp rút gọn của map của error function anh em ạ. Câu số 7, dạng React bao nhiêu file HTML thì có một thôi, duy nhất một nhé. State là một đối tượng mọi người ạ. Prop cũng là một đối tượng. Iso, đây là một cái ví dụ cho việc hiển thị và không hiển thị cái một cái thẻ gì đấy. Thì nếu cái iso là true ấy, thì nó sẽ hiện ra chữ hello, đúng không? Còn nếu mà false thì nó sẽ không hiện ra. Thì đây là một cái đoạn code khá là hay, thì mọi người có thể test thử. Rồi ok, thì lâu lâu em như anh sẽ có một cái quiz để hỗ trợ mọi người ôn lại kiến thức như thế mọi người. Một lần có thể ôn kiến thức hoặc là có thể chúng ta giới thiệu kiến thức một. Đấy. Rồi thế thì chúng ta sẽ đến với nội dung hôm nay, nội dung vòng đời component. Vòng đời component à? Trước tiên vòng đời component thì chúng ta sẽ cần quan tâm một chút. Component nó hoạt động như thế nào đó? Vòng đời thì nó sẽ nằm ở đâu? À, từ từ ạ. Mời chờ như xíu. Cái này lại, như anh có code để mua sẵn đây rồi. Ở đây mọi người sẽ thấy trên màn hình của mọi người sẽ có rất rất nhiều hàm nhé. Rất nhiều hàm. Và chúng ta sẽ được xem là lúc nào nó chạy cái gì anh em ạ. Đây, code của mọi người sẽ nằm trên màn hình hết này. Thì ở đây cái hàm này ấy, ở đâu ra? Thì cái hàm này chỉ cần mọi người khai báo ra nó sẽ có mọi người nhé. Thì nó khi nào nó chạy thì chúng ta sẽ phải xem. Trước khi mà
Nói về cái này thì chẳng hạn chúng ta sẽ dùng vẽ một chút đây. Cái này mô tả cốt truyện nó hơi khó. Chị sẽ vẽ tí mọi người. Anh em chờ xíu em lấy cái bản vẽ nhé. Rồi em ơi, chúng ta sẽ có một vài khái niệm cần làm rõ trước. Cái phần component đấy thì chúng ta sẽ có một quá trình như sau. Đó là quá trình mà chúng ta chuyển hóa từ code này, và nó thành HTML. HTML này thì sẽ hiện ở giao diện, tức là trình duyệt này. Đấy, thì một component nó sẽ có một cái thao tác như thế thôi. Nên liệu như thế là đủ chưa? Và cái thao tác này gọi là gì trước? Cái thao tác mà nó biến đổi từ code này chuyển sang HTML để nó hiện ra giao diện này thì sẽ gọi là render anh em nhé. Sẽ gọi là render. Vậy chưa? Tuy nhiên là nếu mà nó chỉ render thế thì không gì nói cả, nó sẽ có một khái niệm đi theo, đó là mount và unmount em ạ. Mount và unmount. Đấy, hai này sẽ có xuất hiện mọi người ạ. Cái mount và unmount là gì? Chúng ta sẽ có cái từ khoảng code này chuyển thành HTML này. Rồi sau đó thì nó được xuất hiện trên trên trang web, được xuất hiện trong React ấy. Ví dụ nó sẽ ở đây đấy, thì cái này gọi là mount. Cái này sẽ gọi là mount nhé, từ code này lên HTML này, và nó xuất hiện trên từ trang web của mình ấy. Nó sẽ gọi là mount, tức là nó sẽ được gắn lên phần HTML đang có sẵn của trang web. Thì như thế cái component này sẽ được gọi là mount ấy. Đây là component này, component đấy, thì như thế gọi là mount anh em ạ. Thế thì khi nào ăn mau à, ăn mau đó là mọi người sẽ làm cái ở đấy, làm cái ở đấy, ở đây nhé, nó không phải là sửa code anh em ạ, mà anh em có thể tương tác trên màn hình. Anh em có cái nút ấn này, ấn nó ẩn này, ấn nó hiện này, thì cái lúc mà ấn nó hiện lên ấy, thì nó sẽ gọi là mau, còn lúc ấn nó hiện ẩn đi nó sẽ gọi là ăn mau. Đấy, thì cái này sẽ gọi là ăn mau này. Lúc mà làm nó biến mất ấy, thì nó sẽ gọi là ăn mau, còn lúc mà hiện ra ấy, thì gọi là mau rồi. Bây giờ mà làm cái ở đấy bấm nút gì đấy nữa nó lại hiện lên một lần nữa chẳng hạn, thì như thế thì mình sẽ gọi là ma. Thì đây là một vài khái niệm cần nắm rõ. Thì nói về vòng đời component đấy, từ quá trình mount đến unmount chính là một vòng đời nhé. Quá trình một cái component từ code này chuyển sang HTML này, nó được hiện lên màn hình này, rồi được xóa mất đi ấy, thì đấy là một vòng đời của component, và nhanh sẽ đạt hai điểm thôi, nó sẽ là mount và unmount. Thấy nhá. Một lần nữa này, mount là quá trình mà component đấy được xuất hiện trên HTML, xuất hiện trên giao diện. Còn unmount là quá trình nó bị biến mất đi nhé. Không phải là mình sửa code nhé. Mọi người sửa code thì nó là câu chuyện khác rồi. Còn đây là đang trong quá trình chúng ta sử dụng ấy. Chúng ta ấn nút gì đấy để ẩn đi chẳng hạn. Thì như thế gọi là unmount. Thì cái quá trình từ lúc khi mà nó xuất hiện đến khi nó bị biến mất ấy, thì nó gọi là vòng đời. Mount đến unmount. Thì chúng ta sẽ có render nó sẽ nằm ở đây. Rồi. Thế theo mọi người ấy, cái render này sẽ làm mấy lần? Cái render sẽ làm mấy lần? Render là quá trình chuyển từ code HTML, chuyển từ code này sang HTML để hiện ra giao diện này. Kiểu đơn giản là chúng ta hiện ra giao diện, render là một lần. Thế bây giờ nếu mà chúng ta cập nhật state thì sao? Thì nó có cập nhật lại giao diện để hiện lại không? Có đúng không? Đấy, chỉ anh em lưu ý nhá, render là một thằng làm rất là nhiều lần. Render sẽ làm đâu đó rất là nhiều lần trong quá trình từ khi nó mau đến khi ăn mạng. Từ khi xuất hiện nhé, thì ở trong đấy nó có 10 thành phần, thì tôi có thể thêm sửa xóa ở đấy chẳng hạn.
thì nó thêm bớt một thằng gì đấy thì nó sẽ là render lại đúng không? Nó sẽ cập nhật lại giao diện mà. Hôm trước thì chúng ta gọi cái này là cập nhật giao diện. Thì đây, đây chính là cái từ dành cho nó, chính là từ render. Và trong quá trình từ khi mà nó xuất hiện trên màn hình này đến khi nó bị biến mất bằng cái thao tác gì đấy thì nó sẽ thực hiện cập nhật lại giao diện một vài lần tùy theo cái code của mọi người. Đúng không? Thế thì những cái này nó chính là gì ạ? Những cái này chính là render anh em nhé. Được chưa? Thế cái vòng đời ấy, cái khái niệm vòng đời của component đấy nó chính là một vài cái ở trong React ấy, người ta cung cấp cho mọi người một vài khả năng là can thiệp vào những cái thời điểm đặc biệt một chút, ví dụ thời điểm này. Có một vài thời điểm đặc biệt như thế này. Thời điểm sau khi mà nó mount, thời điểm sau khi nó chuẩn bị cập nhật giao diện, nó sau khi nó cập nhật rồi này, và thời điểm nó trước khi biến mất ấy, thì nó sẽ có React nó mặc định nó cung cấp cho mình một vài chức năng để có thể cập nhật thêm anh em ạ. Mình có thể làm thêm cái gì đấy, mình có thể lấy thêm dữ liệu này, mình có thể xóa bớt giao diện, mình có thể làm rất nhiều thứ. Thì đấy là gọi là vòng đời của component anh em ạ. Thế là bây giờ quay lại bên code thì em nghe sẽ gọi là từ demo và ẩn hiện đi xem có được không đã nhé. Nhanh chạy dự án cái anh em ạ. Cái này NVMe chị nhỉ? Chưa. Cái này cũng mới clone anh em ạ. Chưa NVMe. Đúng rồi anh em ơi. Chính xác là như thế luôn á. Mình sẽ chắc chắn có thể can thiệp vào các thời điểm đấy luôn. Các thời điểm đấy tí nữa thì em nhanh sẽ nói cụ thể là nó dùng để làm gì nhá. Nó sẽ nói chung là nó có nhiều lắm. Nhưng mà mình chỉ quan tâm tới một hai thằng thôi. Mình không cần quan tâm hết đâu. Ở đây thì em sẽ vào cái vòng đời nó cả hai không ạ? Nó sẽ liên quan cả hai. Nó có thể liên quan đến hiệu năng luôn đó. Không phải là chỉ dừng lại ở cái quả cần hiện đâu mọi người. Em chờ xíu em lại tải thêm thư viện mọi người quên đi nữa. Rồi anh em ơi. Bây giờ anh hay xe demo của ẩn hiện đi nhá. Đây thì em đã tạo sẵn hai component rồi, function component và class component rồi. Và ẩn hiện nhá, cái này cái thao tác mà lúc nó, ngay khi nó chạy lên nhá, nó xuất hiện trên giao diện rồi ấy, thì như thế này nó đã làm cái việc mount một lần rồi ấy. Hiện lên một lần đầu ấy là mount rồi. Bây giờ như anh ẩn nó đi này. Thì là gì ạ? Unmount. Bây giờ lại cho nó hiện ra này thì là mount nhá. Bây giờ biến mất đi thì là unmount tiếp. Hiện ra này, hiện ra thì lại mount, mount vào render một lúc luôn nhé. Mount và render sẽ cùng nhau để hiện ra giao diện này. Và bây giờ như anh sẽ cập nhật lại giao diện của component đấy bằng cách là tăng cái biến x lên. X là một biến để hiển thị cái số ở đây anh em nhé. Thì mọi người thấy là mỗi khi ấn x tăng lên thì nó cập nhật lại giao diện số tương ứng. Thì đấy là gọi là render. Gọi nó xịn hơn một chút gọi là render anh em ạ. Đấy, thì ẩn hiện này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xem code một chút làm thế nào ẩn hiện được anh em ạ. Đấy nhá, mọi người thấy cái việc ẩn hiện nhá. Ẩn hiện nó không phải là như anh vào code như anh xóa nó ở trong app đi đâu anh em ạ, không phải xóa như thế mà là như anh có cái nút bấm 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 bấm
để nó có thể thay đổi này, nó có thể ẩn hiện anh em ạ. Thì đấy mới là mount và unmount. Một cái thao tác mount và unmount ấy, nó sẽ xuất hiện ở trên cái lúc mà chúng ta tương tác. Đây là tức là vòng đời của nó cũng là các cái sự kiện trong khi mà nó đang chạy code cơ anh em ạ, chứ không phải là lúc mình viết code đâu. Lúc viết code thì nó chỉ là code trong máy mình chạy lên nó mới không nhiều vấn đề. Thì bây giờ em sang cái phần app để xem nó viết như nào nhé. À, cái này rất là quen, ESO này. ESO là lúc nãy trong quiz có rồi. Tác dụng của này là gì? À, lúc đầu em như anh để nó true. Để nó true này. Để nó true. Đấy. Và mỗi khi mà bấm này, bấm thì sẽ gắn ngược nó lại thành false. Rồi chấm than mà, chấm than thì false thành true, true thành false ấy. Bấm, bấm, bấm thì nó sẽ ẩn hiện như thế. Thì cứ mỗi lần nó bị ẩn hoặc là hiện lại thì nó sẽ mau và ăn mau tương ứng anh em ạ. Đấy, được chưa? Rồi, thế thì sang bên class công được một chút. Chúng ta dạy có cái biến x này, chính là state. Mỗi khi mà nhanh bấm nút ấy, thì x nó sẽ được tăng lên một mà. Nên là gì ạ? Nên là cái giao diện nó cập nhật lại thì nó gọi là render lại. Đấy nhá. Thì vừa rồi nhanh demo cho mọi người thấy là những cái bước nãy giờ nhanh vẽ đấy, nó sẽ hiển thị như thế. Thì chúng ta lại quan tâm lên trên một chút. Bật lốc này, bật lốc anh em xem nhé. Xóa hết đi này. Rồi, bây giờ là cái công đường đang ẩn nhá, như anh ấn này. Thì nó sẽ hiện 1 2, thế 1 2 ông nhanh biết ở đâu? Thì anh em xem 1 2 ở đâu nhá, 1 ở đây. Và 2 chính là hàm này. Mọi người thấy là gì ạ? Mọi người thấy là tôi chẳng có bấm gì đến hàm này cả, những cái hàm này ở ngoài tôi gọi nó đâu mà nó vẫn chặn. Tôi không hề gọi nó đâu. Anh em thấy là trong code của Như Anh đoạn này á, không có bất kỳ một câu lệnh nào gọi cái hàm tên là đứt mount, không có câu lệnh nào là gọi là sudo update hay là gì cả. Nhưng khi mà Như Anh thực hiện các thao tác trên trên con đường đấy, ví dụ như là ẩn hiện này, thì nó vẫn tự động gọi các hàm console bên trong hàm kia ra. Ẩn hiện này, hiện nó lại 1 2 này. 1 2 là gì? Một thì sẽ là render, 2 thì sẽ là đứt mount. Đấy, tí nữa Như Anh sẽ nói rõ này sau. Chúng ta xem thứ tự một chút. Thế bây giờ chúng ta sẽ có hai thằng này, ba thằng này. Thì thằng 5 sẽ xuất hiện khi nào? Thằng 5 nó là khi mà biến mất thì sẽ xuất hiện 5 này, hiện lại thì có 1 2 này. Được chưa? Và bây giờ tăng lên này thì sẽ có 3 1 4. Đấy. Ok, thì chỗ này muốn nhấn mạnh mọi người là component trong quá trình chúng ta hoạt động ấy, nó sẽ là từ mount đến unmount, và trong quá trình từ mount đến unmount đấy, ở giữa chúng nó ấy, chúng nó sẽ có thể cập nhật lại giao diện nhiều lần, hay nói cách khác là chúng nó render lại nhiều lần. Và xung quanh quá trình render, mount và unmount, bọn React nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều các hàm tự động chạy để mình có thể thực hiện một vài thao tác đặc biệt. Đấy, thì đấy là về demo một chút. Đấy. Đấy. Thì bây giờ lại quay lại bên kia. Ok tiếp anh ạ. Đâu ta? Anh em ơi, tiếp nhá. Thì cái hình lúc nãy như anh vẽ thì vẫn dùng được không? Thì chúng ta mọi người sẽ quan sát nhé. Mao này, đến ăn mao này, render rất nhiều lần. Và đây như anh có điền xong một vài cái số. Đấy, thì anh em thể xem thử. Số này điền có vẻ chưa chuẩn anh em ạ. So với cái lúc nãy thì chưa chuẩn đâu. Thì anh em thử để ý nhé, những cái vị trí này nhé. Vị trí này thì em nghe sẽ đặt tên cho nó update này. Trí này update này. Thì mọi người thử đặt tên cho số 1. Số 1 này. Số 2, số 3. Số 4 đi. Mọi người thử đặt tên những cái vị trí này cho như anh xem mọi người sẽ đặt tên như nào. Nếu mọi người đặt tên bằng tiếng Anh ấy, thì mọi người đặt tên kiểu gì? Thì mọi người sẽ thử so sánh cái vị trí của số đấy với cái sự kiện mà xem. Ví dụ cái này là mouse nhé. Thì sau sau mount thì tiếng Anh nó sẽ là gì? Mount tuyệt vời đứt mount đúng không? Thì ở trong bọn này nó sẽ gọi đứt mount anh em ạ. Một là đứt mount. Đứt mount. Đứt mount là gì? Một cái hàm chạy ngay sau khi con đường render lần đầu. Anh em nhớ nhá, đứt mount
là hàm chạy ngay sau khi comment render đó. Được chưa? Ok, thế thì chúng ta sẽ có suy ra được luôn số 3. Số 3 là gì? Lướt gì ạ? Lướt update anh em ạ. Đấy, tiếp tục. Thì số 2. Số 2 là trước khi update thì nó sẽ là một câu cái okay, suit update. Là cái thằng suit update này là một thằng tự động chạy ấy. Tuy nhiên là nó còn giúp mình quyết định được là có cập nhật hay không. Đấy, thì thằng cuối cùng là số 4 là gì ạ? We want mount. We unmount. Thì đây là bốn cái hàm mà nó sẽ tự động chạy khi mà trong quá trình mount đến khi unmount anh em ạ. Và ngoài ra ấy, nó còn xoay quanh quá trình render hoặc là nói cái khác ấy, nó là liên quan tới quá trình cập nhật lại giao diện của component đấy nữa. Thì đây chính là vòng đời component. Nhắc đến khái niệm vòng đời, chúng ta sẽ nhắc đến những cái hàm tự động chạy khi mà chúng ta thực hiện mount, unmount và update component đấy trên giao diện. Đúng không thì xin mời anh em để đấy nghiên cứu một lúc xem anh em có câu hỏi nào không ạ. Em có trao đổi thêm gì cho em ạ? Cần thêm thông tin gì cái đoạn vòng đời này không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Mỗi một cái thời điểm mà nó xuất hiện đến khi nó mất đi ấy, thì nó đã hết một vòng đời rồi, thì lần sau nó hiện lại và nó mất đi lần nữa là một vòng đời nữa rồi. Các em đăng ký 3 phút nữa, 3 phút nữa là đặt câu hỏi xem như anh nếu cần không.
Rồi anh em nhé. Thế thì chúng ta sẽ quan tâm nhé. Thì khi nào chúng ta dùng bọn này nhé? Và cái nào chúng ta dùng? Cái mà chúng ta dùng nhiều nhất ấy, là cái số 1. Biết vào. Và cái thứ hai là cái này có thể dùng. Có thể luôn nhé. Và nói chung là hai cái này có thể hơi hơi dùng một tí. Cái dùng nhiều nhất này. Cái này có thể dùng một tí xíu. Đấy. Thì dùng như nào? À, dùng như nào ấy thì chúng ta lại phải quan tâm lại một chút. Đánh số lại một tí anh em ạ. Đánh số lại một chút nha anh em nhé. Đây thì anh sẽ có 5 bước, không phải là 4 bước, 5. Thì anh sẽ đặt render là số 1 anh em ạ. Render là số 1 này. 1 này, 1. Chắc chắn render sẽ luôn luôn chạy. Mỗi khi mà code chạy ấy, render chắc chắn phải chạy lại rồi. Thì bây giờ chúng ta mới điền lại một vài thứ này. Số 2 chính là đứt mao này. Số 3 và 4 sẽ nằm ở đây. 3, 4. Chỗ này thì 5. Thì nó sẽ chạy như này. Vậy là khi mà dữ liệu cập nhật ấy, thì chúng ta sẽ chạy lần lượt là 3, 1, 4. Còn khi mà con đường nó chạy lần đầu ấy, thì nó sẽ chạy kiểu gì? Khi con đường chạy lần đầu nó sẽ chạy bằng cách là 1 đến 2 anh em ạ. Tức là nó sẽ render. Tức là nó chuyển thành giao diện xong ấy, thì nó mới được hiện lên mà. Thì câu cái cách nó chạy nó sẽ là 1 đến 2. Tức là nó render xong. Nó gọi là mao. Chúng ta xem lại code xem đúng không ạ. Xem lại code chỗ này thì chúng ta sẽ hiểu là chúng ta hoạt động cái đấy kiểu gì nhé. Rồi, thì mọi người sẽ thấy ở đây em có một cái con slope 1 ở render này. Còn ở trên này em sẽ gọi đứt mao này. Cái thử này. Mọi người sẽ thấy là 1, 2 nó chạy ngay khi lần đầu nó chạy này. Ẩn đi thì hiện 5 này, đúng rồi này. Hiện ra thì 1 đến 2, đúng chưa? Vậy là tức là render sẽ chạy trước. Rồi sau đó mới đến phần số 2. Thế thì số 2 này hay để làm cái gì? À, số 2 này nó chính là phần gọi API anh em ạ. Gọi dữ liệu từ backend ấy. Số 2 chính là gọi dữ liệu từ backend anh em nhé. Backend ở đâu ra? Backend thì mọi người có thể lấy ở trên git của như anh hôm trước ấy. Chúng ta chạy rồi ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thử lấy vào React đi, xem lấy như thế nào. Đây, tranh thủ một tí. Đấy, cái API backend về anh em ạ. API student. Nè, block này. Rồi. Đây thì em như anh sẽ clone cái mới. Đấy, em chờ xíu có liền. Đã xong. Chuyển vào thư mục đấy này. Và gõ GPMI này. Em chờ xíu là xong liền này. Hiện tại thì mọi người đang chạy React nhé. Nó đang chạy cổng 3000 nhé. Thì anh em nên dạy dừng nó lại nhé. Để chạy backend trước nhé. Bởi vì backend tức là cái phần API chạy bằng cái dự án của Liên Anh gửi ấy, thì nó cũng chạy trên 3000, nên là chúng ta sẽ ưu tiên backend trước để cho thằng React nó tự chọn cổng khác thì nó sẽ ok hơn nhé. Thì sau khi mà cài các thứ xong thì anh sẽ chạy backend bằng node app.js. Cái này chạy rồi anh em nhé. Không chạy trước hướng dẫn rồi. Đấy thì nó chạy trên 3000 thì mình kiểm tra xem có dữ liệu chưa này. Có dữ liệu anh em này. Chưa. Ok thì bây giờ thì anh sẽ làm sao đấy lấy được cái này lên giao diện cho mọi người nhé. Rồi chạy thử. Bây giờ lại sang React thì chạy lại React bằng được PM start này. Rồi. Thì như đã nói, chúng ta sẽ dùng cái đứt đứt mao rồi anh em ạ. Những cái kia chưa dùng. Thậm chí là không cần luôn á, chưa cần luôn á mọi người. Rồi, bỏ hết bọn này đi. À, từ từ. Trước khi mà chạy lại React ấy, thì ở đây nhá, chúng ta đang dùng dùng gì ạ? Chúng ta dùng React, chúng ta muốn kết nối đến backend thì chúng ta phải dùng thông qua một thằng nào đấy. Thì không biết anh em có nhớ cái thằng đấy là thằng nào không? Dùng cái gì để kết nối được cái phần backend, phần API anh em nhỉ? Rồi, anh chị em có nhớ không? Chuẩn rồi anh em ơi, chính là ASIUS nhé. ASIUS thì riêng về React hoặc là sau này mọi người thêm thư viện gì ấy, React thì mọi người sẽ không cần phải lấy link để về nữa, mà mọi người sẽ vào phần terminal
đúng cái dự án đấy nhé, mọi người gõ NPMI tên thư viện là được, là sẽ tải tải về máy cho mọi người luôn, à tải về dự án này luôn nhé, em chờ xíu. Rồi, thế cài xong rồi, cài xong sau khi tất cả các thao tác cái thư thư viện ấy, mọi người phải dừng dừng cái React lại nhé, dừng React thì bằng Ctrl C nhưng mà phải dừng lại thì mới cài thêm thư viện, không thì lỗi tùm lum. Rồi nhưng vừa cài rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thử lấy dữ liệu từ phần backend ra đây xem thế nào. Nó hỏi là cổng 3000 dùng rồi thì dùng cổng khác được không này, ấn giết là được đấy, tí nó sẽ chạy lại rồi anh em mình làm tiếp mọi người. Rồi anh em nhé, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái đức bao để chúng ta lấy dữ liệu ra. Và trước khi lấy ra thì em nhé sẽ tạo thêm một cái trong state một cái list. Lúc đầu đấy là list trống đúng không? Đấy. List trống này thì nó chưa có gì cả. Thì bây giờ sẽ hiện nó ra trước. À, gì nhỉ? Ngọc nhỏ này. List chấm map này. E này. Suy ra này. H2 này, 3 đi, ngọc nhỏ này, e.name này, 7, ngọc nhỏ này, e.score. E.score, như này. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng list như thế. Tuy nhiên nó là zip.state.list chứ. Rồi anh em ơi, như này. Thì chạy thử xem nó có gì không này. Hiện tại thì vẫn chưa có gì nhé, nó vẫn chỉ có thằng này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ dùng ACS, chúng ta lấy dữ liệu này. ACS này. Không không tự import cho mình à? Import tay à? Mất công vậy. Rồi chấm get đi, lấy URL vào đã. Nói chung là giống bên kia mọi người ạ. Lấy đường dẫn này vào này. Nếu biết xong đi tí import sau anh em. Lấy đường dẫn này vào này, rồi chấm gen này. Lấy được data ra này, rest này. Đấy. Và chúng ta sẽ cập nhật cái list bằng zip.setState một nhỏ này, list thì sẽ bằng với rest.data chưa. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu ra này và chúng ta sẽ gắn vào cái list hiện tại này chưa. Thì đây là cách, trước khi làm cái đấy thì import ACS anh em ạ. Import như nào ta, chưa bao giờ import thằng này tay đâu anh em ạ, thật sự luôn. ACS. Rồi. Thì em nghe chạy thử lại nhé. Đấy, mọi thấy chưa? Nó sẽ ra dữ liệu này. Đi này. Sẽ hiện ra đây cho mọi người. Và chúng ta thành công cái việc mà chúng ta kết nối được backend bằng React. Kết nối API React dùng dữ liệu từ một nơi khác nhé. Hai cái này nó chạy độc lập với nhau anh em ạ. Thậm chí anh em có thể lấy cái bài hôm trước là bài quốc gia ấy, mọi người hiện ra cũng được. Không nói đến là dùng cái này. Bởi vì nó vẫn chỉ là một cái API từ nơi khác và chúng ta dùng như này là được. Thì chúng ta xem là tại sao chúng ta để trong deepmau thì chúng ta mới làm rõ được vấn đề. Thằng deepmau nhé, nó sẽ chạy khi nào? Nó chạy khi render xong đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta cái trường hợp nó bị lỗi đi. Đúng không? Trường hợp này bị lỗi. Và trường hợp này nó bị chờ quá lâu chẳng hạn thì chẳng phải là nếu mà chờ chờ quá lâu như thế nhá thì cái thằng render nó chạy một lần rồi đúng không? Thì cái giao diện khung của mình ấy đã lên rồi. Đúng chưa? Nếu cái phần dữ liệu chúng ta bị chờ quá lâu thì giao diện khung nó vẫn hiện được, và sau khi dữ liệu xong ấy, thì tôi mới hiện thêm một phần lên trên ấy. Thì như thế làm cái trải nghiệm người dùng tốt hơn, và đấy chính là ý nghĩa của vòng đời anh em ạ. Vòng đời công nền, nhất là thằng đứt mao, nó sẽ giúp mình là chạy một vài cái thao tác nào đấy trong một vài sự kiện, thì cụ thể thằng đứt mao nó sẽ chạy sau khi render lần đầu để nó làm gì ạ, để nó lấy dữ liệu ra từ backend ra ấy, nó hiện ra màn hình, và phần frontend của mình ấy, phần giao diện không phải chờ đợi gì cả, nó sẽ hiện ngay sau khi gì ạ, ngay sau khi mà lấy dữ liệu luôn thì nó sẽ hiện ra tiếp. Còn phần khung ban đầu nó hiện từ đầu luôn anh em, những cái dòng như này này hiện từ đầu luôn, có mỗi dòng này nó sẽ phải chờ chờ dữ liệu từ đây thôi. Chị nghe, thì đấy là tác dụng của Đức Ma cũng như là cách để chúng ta kết nối backend.
Ok, thế thôi, xin mời anh em có thể thử nghiệm. Ok, được rồi, tuyệt vời. Ở đây thì mọi người sẽ phải, đầu tiên là gì ạ? Bước 1 là gì? Thế lại bước một chút nhá, bước 1. Bước 1 này. Bước là gì? Dừng về ấy cả. Em viết ra đây cho anh em nhá, để anh em làm thử nhá. Ủa, kia đâu? Đây rồi. React này là một này. Bước hai là cái thư viện bằng câu lệnh gì? Bằng NPMI-ASCII. Cái thư viện này. Bước ba là chạy backend trước. Chạy lại backend trước nhé. Chạy phần backend, tức là phần API ấy. API student ấy. Bằng cách là vào trong cái thư mục của nó và gõ node app.js. Bước 4 là viết code dùng ASIOS kết nối API. Đấy. Và bước 5 là npm start chạy dự án React đi anh em. Rồi, đấy chỉ đây các bước anh em ạ. Xin mời. Các cái đấy tính em ơi, em chỉnh lại một chút. Thì em để ý là nếu mà không import thì em import tay nhá. Còn nếu không thì mọi người thử cái cách của Đức á, là ok. Thì xin mời. Xin mời anh em thử bài này vào đi. Công lương thì mọi người tạo bất kỳ cái nào cũng được. Và cái phần bên trong này viết thì mọi người viết nó như hôm trước không? Sau đó thì sang bên app thì mọi người gọi tên công nền ra là nó ok nhé. Nhớ import đầy đủ anh em. Đấy, xin mời anh em viết code thử đoạn này đi. Tính tương tác với backend một tí anh em ạ.
Thế rồi, em Hưng mà giờ còn hỏi data lấy đâu, hỏng rồi, hỏng rồi rồi. Ai cứu em bây giờ? đợi tí anh em ơi. Em Hưng lên ngay GitHub của anh như anh lấy code về nhá. Lấy copy gen về ngay vào luôn. Hưng hôm nọ nghỉ mấy buổi đầu à? Không xem lại đi code này. Xem lại đi code thì buổi này dùng cái gì để code bây giờ? Đấy. Bây giờ đấy xong rồi về chạy đi. Về chạy ở đây thì anh hướng dẫn rồi. Đây, em clone về xong em có chạy backend thì sẽ có các bước là clone này, clone rồi RPMI này, nhưng mà để nhớ để ý thư mục nhá, phải là thư mục clone về xong thì phải vào thư mục đấy nhá. Đấy, sau đó thì đến node app.js đến các bước anh em ạ. Nếu anh em chưa clone thì phải clone về và nó về mấy y và chạy hai terminal khác nhau nhé. Một terminal thì sẽ là API student này, còn một terminal bên kia sẽ là sẽ React mọi người nhé. Hai terminal và nhớ để ý thư mục ở trong terminal của anh em ạ. Đây này, cái đoạn này này, lúc mà anh em chạy các cái câu lệnh nhé thì rất phải kỹ kỹ cái thằng này một chút nhé, không là rất dễ nhầm nhé. Xin mời.
anh chị em mà có lỗi các thứ nhá thì bảo như anh nhé mọi người nhá, chung là thế này lỗi thì là chuyện bình thường nhưng mà đó là học ở đây thì mọi người cần thì mọi người để em nhanh hỗ trợ luôn thôi, không lỗi thì cũng hơi lạ. Để cho anh em tối đa 5 phút nữa nhé. Sau đó em sẽ chuyển sang phần hướng dẫn mọi người thêm một vài cái công thức khác. Hôm nay chắc em sẽ hướng dẫn xóa thôi. Cái phần thêm mới thì thêm mới nó được bao lâu có thể làm được. Hôm nay thì hướng dẫn xóa cho anh em ạ, thì nó sẽ để chức năng xóa nhé, xóa nhưng mà xóa với lại phần phần có liên quan API cơ, không phải là xóa kiểu xóa trong list đâu, nhưng mà xóa API thì dễ. Rồi anh em ơi, thì hôm nay em sẽ gọi là hướng dẫn thêm cho mọi người một cái liên quan tới phần xóa anh em ạ. Phần xóa thì chúng ta làm khá là dễ nhé. Hôm nay thì chắc là cũng không tham được sang phần Postman hay là phần
request các thứ, nhưng mà em sẽ làm phần xóa. Phần xóa thì phần xóa trong từ bên, tức là phần xóa API xóa, người ta gọi API danh sách, API thêm, API sửa, API xóa. API xóa hoặc chức năng xóa chúng ta làm như thế nào thì chỉ cần mọi người gọi một cái phương thức đúng đường dẫn là được mọi người. Thì ở đây chúng ta sẽ làm một cái nút xóa ở ngay đây luôn nhé, tần này đấy, và đặt ở đây một nút xóa này đúng không, và on click này, click. Và sẽ gọi chức năng xóa đây luôn anh em ạ. Xóa thì chúng ta sẽ viết như sau, có một cái đường dẫn này này. Gì đây? Chỗ này phải nút xóa nhé. Nút xóa thì mời sẽ thay phương thức một ạ, thay vì get thì người chuyển thành delete nhé. Delete là một, thứ hai là người xóa ấy, thì bắt buộc phải biết là xóa student nào, và xóa trong này chúng ta sẽ phải xóa theo ID anh em ạ, chứ không phải tự nhiên xóa được nhé. Thì chúng ta sẽ xóa ở đây, chúng ta sẽ thêm cái gạch chéo vào đây, và chúng ta sẽ cộng với cái ID đấy, ID của đối tượng anh em ạ. Thì ID này chúng ta có sẵn trong dữ liệu rồi, mình chỉ cần e.id thôi là xong. Và ở đây em sẽ có một cái câu thông báo alert lên là alert xóa thành công. Cái máy của em nó cài mấy cái tool tool gì mà nó tự tăng xuống dòng trong quá trình chịu ta. Ok, chạy thử anh em nhé. Thử xóa này, xóa một thằng này, xóa thành công này, ok này. Tuy nhiên giao diện mọi người chưa cập nhật được đúng không? Nhưng mà bây giờ mọi người cứ reload mình xem. Đấy, mọi người thấy là nó còn bốn cái nữa, giờ xóa này, tiếp này. Đấy, giao diện thì không cập nhật nhưng mà reload là được anh em ạ. Tại vì sao thế? À, tại vì anh em ở đây em chỉ alert xóa xong rồi đúng không? Xóa xong như này thì sao? Thì tông chẳng động gì đến state cả. Anh em đang chẳng liên quan gì đến state đúng không? Thì đương nhiên làm sao giao diện cập nhật lại được, đúng chưa? À, chỗ này thay vì là chỉ xóa xong ấy, thì một người xóa xong, một người nên làm sao đấy để lấy lại dữ liệu được, thì chỗ này em sẽ tách hàm ra, guest on, tách hàm này ra này. Đấy. Và đứt mount thì em cũng tách ra một chút, thay vì em viết code on API ở trong đứt mount thì em sẽ viết get on ở đây. Đấy, ở đây luôn. À, cái này vứt lên trên anh em ạ, xuống dưới đâu. Đấy, như này. Và để em gì, để mà khi mà xóa thành công xong ấy thì như anh lại gọi zip.get một lần nữa đúng không, để mà xóa xong thì nó sẽ cập nhật giao diện luôn ấy. Chưa? Thì như thế thì người xóa xong nó mới cập nhật giao diện, còn không thì nó không cập nhật luôn á, thì trông nó hơi buồn cười. Xóa thử này, ok này, đấy chưa, thế chức năng xóa, và xóa này chúng ta đang làm với xóa với phần backend. Chưa? Rồi ok, thì xin mời anh em tham khảo. Chúng ta chỉ có thêm button ở đây thôi anh em này, button xóa này. Chỗ này em chỉnh lại một chút nhé, trông nó hơi buồn cười thì xem cái phần format code của bọn này không tốt lắm, format này đi xuống dòng thế này không hay. Đây, xin mời anh em nhé, anh em là chức năng xóa xong đi, xong rồi như anh sẽ tổng lại một chút và giới thiệu thêm một vài thứ cần thiết anh em. Chức năng xóa của anh em đây, và nhớ là chúng ta vừa tách hàm get all ra rồi nhé. À, cái API ấy, cái dữ liệu mà mọi người vừa xóa ấy, thì mọi người chỉ cần dừng cái phần backend lại, mọi người chạy lại backend là cập nhật lại nhé, mọi người không phải lo là nó mất hay đi đâu đâu. Đấy, xin mời anh em.
Rồi em ơi, bây giờ thì em chỉ giới thiệu thêm một cái nội dung này thì nó không phải nằm trong React. React thì tổng kết lại trước nhé. Hiện nay chúng ta biết về vòng đời component thì ta biết là ở component trong quá trình chạy của nó sẽ phát sinh một vài khái niệm như là render, mount và unmount. Ngoài ra thì nó có các cái hàm luôn luôn chạy, luôn tự động chạy nhé. Và chẳng qua chúng ta gọi ra để làm một chức năng gì đó đặc biệt chẳng hạn. Thì đấy là cách chúng ta dùng component, vòng đời component. Đấy. Ngoài ra thì hôm nay em cho mọi người biết thêm cách cài đặt thư viện vào React là NPMI cộng tên thư viện, rồi cách để mọi người dùng được API đổ dữ liệu lên được React thì chúng ta xử lý rồi, xong rồi còn làm được cả xóa nữa. Thì tuy nhiên làm sao để chúng ta biết ấy, là thực sự nó xóa như thế nào, liệu là đường dẫn như thế này hay phương thức cái delete là gì, các thứ nó chạy như nào, thì ở đâu có. Thì thường thì nhé, nếu mà anh em làm việc với người khác nhé, thì người thì hỏi trực tiếp là xong nhé. Còn không thì ở trong README của dự án người ta ấy, người ta sẽ cung cấp đầy đủ. Tuy nhiên thì đấy là mặt cung cấp thôi. Còn nếu mà người muốn thử ấy, thử trước khi đưa vào React ấy, đưa vào React thử thì không nói là gì nhé. Nhưng mà bây giờ muốn thử bằng một cái gì đấy nó không liên quan tới công nghệ React hay là Angular hay ASIA gì đấy, thì mình thử cách nào thì chính là cái mà em vừa tải ấy, là cái Talent API này. Cái này là extension của Chrome anh em nhé. Talent API Tester này. Thì đây là một cái extension giúp mọi người có thể kiểm tra được cái API cách đa dạng hơn, thay vì nhá mọi người truy cập bằng đường dẫn ấy thì nó chỉ là lấy dữ liệu ra chỉ có get thôi, đúng không? Chỉ get như này thôi nhá. Còn nếu mọi người dùng cái talent API này ấy, thì mọi người có thể chuyển các phương thức khác nhau. Và tương tự như thế, tại sao lại cần các phương thức khác nhau ấy? Bởi vì trong quá trình xây dựng các API ấy, người ta sẽ chia làm bốn phương thức chính, bao gồm get, put, post và delete. Post thì sẽ là thêm mới, put thì là sửa, delete là xóa, get thì để tìm kiếm hoặc lấy danh sách. Thì đấy là lý do tại sao chúng ta phải dùng theo ứng dụng này. Bởi vì nếu mà chúng ta dùng một cái trình duyệt này, nó chỉ có get thôi anh em ạ, không có pop, put, delete được. Nên là chúng ta phải cần dùng thêm thằng này. Bây giờ như anh sẽ thử lấy ra dây dữ liệu nhé. Đấy là này. Đâu rồi? Đây, nó sẽ nằm ở đây anh em ạ. Phần giao diện thằng này nó không được chủ quan lắm ta. Rồi. Đấy, trong cái gì này, nó sẽ lấy dữ liệu ra và dữ liệu nằm ở phần đây. Bây giờ thử thêm mới thì thêm kiểu gì? Thì đây em sẽ thử thêm xem nào, post nào, đấy tất cả JSON đây rồi. Thì cái dữ liệu phần sau bọn này thêm ấy thì mọi người có thể đọc lại cái API nó sẽ rõ hơn nhé. Còn không thì mọi người cứ thêm cái dữ liệu mà giống như cái dữ liệu mà chúng ta lấy ra được ấy, là ok. Cái này đi, cái này, và bởi vì ID đã xử lý rồi nên chúng ta không cần lấy ID nữa. Thử xem nào, đó là này. Thử xem có được không. À được rồi này nhá. Được rồi, bây giờ như anh tạo thêm một người nữa đi, DNA đi, tạo đi, ấn xem này. Mỗi lần như thế thì nó sẽ báo cho mình thành công thất bại. Thì thành công này. Bây giờ như anh sẽ lấy lại danh sách xem là đúng chưa này. Lấy get này, hiện danh sách này. Thì mọi người sẽ thấy nó hiện thế là đây, là đúng rồi này. Giờ mình muốn xóa thằng này đi thì mình lấy ID của nó, xóa như nó vừa rồi á, thì mình xóa thêm ID mà, mình lấy ID này, delete này và gạch chéo ID vào đây là được, và chúng ta ấn xem. Thế là xong, đã xóa. Bây giờ lại ghép ra xem có tất cả có chưa này. Quên quên quên, bỏ này đi chứ. Chạy này, à đấy, nó sẽ ra dữ liệu mà đã xóa cái kia đi rồi anh em nhé. Thì đây là một công cụ giúp chúng ta kiểm tra được API người ta cho mình những cái gì và mình phải cần dữ liệu như thế nào để ra được cái gì nhé. Mọi người nhầm đường dẫn đấy, chỉ có ghép thôi nên là chúng ta không thể làm được bài hẳn hoi được. Chúng ta bắt buộc phải có thêm một công cụ như này nữa để mọi người có thể tương tác được với những ứng dụng khác. Cũng được anh ạ, hợp lý nhá. Thì em thì em không dùng VS Code nhiều, thành ra là bên extension đấy em lại chưa thông thạo lắm ạ. Nên là em hay dùng thẳng của kiểu này luôn đó. Thì anh em tìm được bất kỳ cái nào nó phục vụ được nhá, thì mọi người cứ dùng thôi nhá. Miễn là chức năng nó như này là được. Nó sẽ giúp mình có thể gửi được các phương thức khác nhau ấy. Trong quá trình giao tiếp với API anh em ạ, thì chúng ta sẽ có nhiều phương thức để giao tiếp với một cái phần backend. Thì tùy theo bên kia nó cung cấp gì chúng ta sẽ phải lấy phương thức tương ứng nhé. Còn đa phần nó sẽ có get, put, post và delete và chức năng tương ứng thôi. Thì đọc cái README nó sẽ có rõ hơn nhé. Thì anh em để tham khảo. Thêm mới thì tùy đó, tùy xem là mình có ID tự tăng hay không hay gì đấy không thôi. Postman được cái điều nhá. Postman thì nó còn xịn hơn cái này nhiều. Postman thì nó phải tải về á, nên là anh không hướng dẫn đâu.
chứ còn nếu mà dùng được Postman thì tốt hơn nhá. Postman nó cũng tách trách nhiệm tương tự với mọi người. Đây, Postman là cái này này. Nó cũng làm cái trách nhiệm tương tự như cái vừa rồi như anh demo, nên là dùng cái nào cũng được. Thì cuối giờ thì em như anh giới thiệu thêm cho mọi người một vài cái thứ cần thiết như thế để chúng ta tương tác với API tốt hơn. Tức là thằng backend ấy, nó đưa một cái API ấy, thì nó sẽ có rất nhiều phương thức tương ứng với chức năng. Cái này bọn backend bắt buộc phải viết như thế nhé. Nó bắt buộc phải viết theo quy tắc kiểu này luôn á. Xóa thì là delete, put thì là sửa, post là thêm, get là tìm kiếm, thì bắt buộc phải như thế. Đây là quy tắc rồi. Thì backend phải viết như thế, và tương tự như thế thì từ phía frontend của mình ấy, tức là React ấy, mình cũng phải làm cách ở đấy để mình kiểm kiểm tra xem là nó hoạt động được không. Thì mình sẽ biết được là nếu mà chúng ta thử ở đây được nhé, thử ở trên trang này được, hoặc trên Postman hoặc bất kỳ gì đấy được ấy, thử cái đường dẫn này được mà React của mình không được ấy, thì mình sẽ xác định được là à do code React của tôi. Còn nếu mà anh em không thử cái này trước ấy, anh em còn vào React anh em chẳng biết lúc là do mình hay do người ta nữa. Đấy thì cái tool này là cần thiết mọi người. Cái tool này cần thiết cho anh em nhé. Cái tool để mà thử thử cái API ấy, rất cần thiết luôn. Thử lại bây giờ nhưng anh sử dụng cái API về con API về danh sách quốc gia xem nào. Đâu nhỉ? Sao rồi? Đây đúng không? Để xem nó có ra được không nhé. Đây thì chúng ta điền đường dẫn vào thôi mọi người ạ. Điền đúng đường dẫn vào được à? Xem này. Kể có vẻ lâu ấy. Dữ liệu lâu à? Và mang dữ liệu này. Cái React của mọi người mà xem dữ liệu như này nó cũng thế nhé. React là dữ liệu lâu nó cũng thế thôi anh em ạ. Đây thì anh em xem này, dữ liệu này, rất nhiều luôn. Ok. Thì hôm nay có lẽ như vậy thôi. Còn bài tập thì em với anh có thể là giao một cái câu nữa. Chúng ta sử dụng cái lại cái API này đi và chúng ta làm những cái bài như ngày xưa luôn. Thì có ra có ra được nhất. Đây chúng ta làm lại bài này nhé. Bài tập thêm này. Là API cũ nhưng mà lần này chúng ta làm React chứ không phải làm bằng HTML nữa. Một này và hai là chức năng này. Thì anh em có thể thử thử tránh hát xem nhé. Hai. Đấy, ok thì đấy là bài tập cho cuối tuần cho mọi người. Có thể thứ hai sẽ nghỉ mọi người. Em đang vướng một cái lịch tốt nghiệp cho lớp offline thì có thể sẽ nghỉ. Nên là nếu mà có chính thức thì em sẽ viết mail cho bên đào tạo và sẽ nhờ bên đào tạo thông báo mọi người. Khả năng sẽ nghỉ cao một. Hôm đấy em sẽ phải làm lễ tốt nghiệp thì không biết mấy giờ xong ấy. Thì để em xem lịch trình, nếu mà nó muộn quá thì sẽ nghỉ buổi thứ hai của người. Anh em nắm thông tin thế nhá. Em về nhà làm đi nhá. Đến dự kiến cuối tuần sau thì chúng ta lại có một cái bài quiz nữa. Vẫn là như thế, quyết không mang tính đánh giá, nó chỉ là điểm danh với lại giúp mọi người kiểu biết thêm một vài thứ, một vài từ khóa rồi nhé. Rồi thế thôi, chúc anh em có một cái cuối tuần vui vẻ và nhớ làm bài tập anh em ạ. Cố lên. Chào mọi người nhé, chào anh chị em. Anh xin chết rồi, từ từ anh em ạ. Quên mất một cái quan trọng. Có để tí em gửi lại cho. Anh em cứ off đi em gửi lại máy này không có thôi đấy. Quên đấy. Anh em cứ off đi nhá. Em lại quên mất tiêu. Ok, chào mọi người.